Chào các em học sinh lớp 3. Mời các em dở sách giáo khoa trang 4 để chúng ta theo dõi bài đầu tiên của chương trình sách giáo khoa lớp 3. Chúng ta đi vào bài starter, tức là bài mở đầu dành cho người bắt đầu. Chúng ta học bài hello, nghĩa là xin chào. Mời cả lớp đi vào lesson 1, tiết học 1. Phần 1, listen, point and repeat. Lắng nghe, chỉ vào hình và đọc theo. Các em thấy có 4 nhân vật và chúng ta sẽ học tên của 4 nhân vật này. Bạn nữ này tên là Rosie. Mời các em đọc lại. Rosie. Một lần nữa nào. Rosie. Bạn nam có mái tóc vàng này tên là Tim. Tim. Đọc lại một lần nữa nào các em. Tim. Em bé có mái tóc xoăn này tên là Billy. 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 Mời các em đọc lại một lần nữa. Billy. Cô giáo này tên là Jones. Các em sẽ gọi cô ấy là Miss Jones. Nghĩa là cô Jones. Miss Jones. Miss Jones. Nếu cô giáo của các em tên Lan, các em sẽ đọc là Miss Lan. Nếu cô giáo các em tên Ngọc, các em sẽ gọi cô ấy là Miss Ngọc. Các em sẽ nghe máy đọc và đọc theo. Listen and point. Bắt đầu. Rosie. Tim. Billy. Miss Jones. Mời các em nghe lại một lần nữa. Naomi Simmons. Copyright Oxford University Press 2016. Listening 1. Listen and point. Các em bắt đầu nghe và đọc theo. Rosie. Rosie. Tim. Tim. Billy. Billy. Miss Jones. Miss Jones. Các em đi vào phần 2, listen and sing, nghe và hát. Listening to. Listen and sing. Cô cho các em nghe một lần, các em hát theo. Các em cố gắng hát theo nhé. Hello Rosie, hello Tim, hello everyone. Hello Billy and Miss Jones, come and have some fun. Vậy là cô đã cho các em nghe qua một lần rồi. Bây giờ cô cung cấp cho các em một số từ mà có thể là các em chưa gặp, các em chưa biết nghĩa. Cô cung cấp cho các em nhé. Everyone. Everyone. Nghĩa là mọi người. Come. Come. Nghĩa là đến. Some. Some. Một vài. Phần, phần, niềm vui. Bây giờ cô cho các em nghe lại một lần nữa, các em hát theo các em nhé. Các em nghe lại một lần nữa nhé các em. Các em bây giờ sẽ được nghe từng câu một và các em cố gắng hát theo. Các em cũng sẽ được cô cung cấp nghĩa tiếng Việt cho các em. Hello Rosie. Xin chào Rosie. Xin chào Tim. Hello everyone.
Xin chào mọi người. Hello Billy and Miss Jones. Xin chào Billy và cô Jones. Come and have some fun. Đến và có một vài niềm vui. Các em nghe và hát lại toàn bộ bài hát này nhé. Hello Rosie, hello Tim, hello everyone. Hello Billy and Miss Jones, come on have some fun. Trước khi các em chuyển sang phần 3 là một phần hội thoại rất khó, thì cô cung cấp cho các em một số từ, một số cụm từ, một số câu. What's your name? What's your name? Các em đọc lại một lần nữa. What's your name? Bạn tên gì? Người ta dùng câu này để hỏi tên của người khác. My name's. My name's. Một lần nữa nào. My name's. Tên tôi là, ví dụ tên của các em là Lan thì các em sẽ nói My name's Lan. Tên các em là Hùng thì sẽ nói My name's Hùng. Người ta dùng cụm này để nói tên. How old are you? Cô đọc nối, đọc nhanh. How old are you? How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Câu này dùng để hỏi tuổi. I'm sorry. I'm sorry. Tôi xin lỗi. Come on. Come on. Đọc nối là come on. Come on. Đi thôi nào. Bây giờ các em sang phần 3 nghe và đọc. Các em sẽ được nghe cuộc nói chuyện giữa cô giáo và các bạn học sinh. Và bây giờ các em bắt đầu. Hello, what's your name? My name's Rosie. And my name's Tim. Hello, class. My name's Miss Jones. Oh, who's this? He's Billy. Hi, Billy. How old are you? I'm 2. I'm sorry. Come on, Billy. Goodbye. Tiếng Việt. Hello. Hello. Xin chào. What's your name? What's your name? Em tên gì? My name's Rosie. My name's Rosie. Tên em là Rosie. Name's Tim. And my name's Tim. Và tên em là Tim. Hello, class. Hello, class. Xin chào cả lớp. My name's Miss Jones. My name's Miss Jones. Tên cô là cô Jones. Oh. Oh. Who's this? Who's this? Đây là ai? He's Billy. He's Billy. Em ấy là Billy. Hi, Billy. Hi, Billy. Chào Billy.
are you? How old are you? Cháu bao nhiêu tuổi? I'm two. Cháu 2 tuổi. I'm sorry. Tôi xin lỗi. Come on, Billy. Đi thôi nào, Billy. Goodbye. Tạm biệt. Bây giờ cô cho các em nghe lại toàn bộ bài. Hello, what's your name? My name's Rosie. And my name's Tim. Hello, class. My name's Miss Jones. Oh, who's this? He's Billy. Hi, Billy. How old are you? I'm 2. I'm sorry. Come on, Billy. Goodbye. Cô giải thích lại nội dung câu chuyện cho các em nghe. Ở bức tranh 1, cô giáo bước vào lớp, chào cả lớp và hỏi tên các em học sinh. Rosie và Tim đã đứng lên giới thiệu tên cho cô giáo nghe. Bức tranh 2, khi mà cả lớp đang học bài thì bỗng nhiên có một em nhỏ chạy vào trong lớp. Cô giáo và các em học sinh đều ngạc nhiên. Và bức tranh 3, cô giáo đã hỏi tên em nhỏ này tên gì thì Tim trả lời rằng em ấy tên là Billy. Cô giáo đã chào Billy và hỏi xem Billy mấy tuổi. Bức tranh 4, Billy trả lời ra là Billy 2 tuổi. Sau đó mẹ của Billy đi tìm Billy, phát hiện Billy đang ở trong lớp và quấy rối các bạn học sinh, quấy rối giờ học của cả lớp, cho nên mẹ Billy đã xin lỗi cô giáo, sau đó gọi Billy trở về, đi về với mẹ. Và cô giáo cũng tươi cười tạm biệt Billy. Bây giờ mời các em dở sách bài tập trang 4 để chúng ta làm bài tập. Bài tập 1, hãy tô và khoanh tròn. Các em thấy số 1 là bức tranh về bạn Tim, cho nên người ta đã khoanh tròn chữ Tim. Bây giờ nhiệm vụ các em là dùng viết chì hoặc là bút mực để các em nối các dấu chấm 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 lại với nhau để tạo thành khuôn mặt của bạn Tim. Bức tranh 2, các em cũng dùng bút để các em nối các chấm lại với nhau để tạo thành khuôn mặt của bạn nào đây? À, đây là khuôn mặt của em bé Billy. Các em khoanh tròn vào. Bức tranh 3, các em sẽ nối các chấm lại với nhau và tạo thành khuôn mặt của cô giáo. Cô gì đây? À, đó chính là Miss Jones. Cô Jones. Và bức tranh 4, các em sẽ nối các chấm lại để tạo thành khuôn mặt của bạn Rosie. Các em khoanh tròn chữ Rosie. Bài tập 2, các em hãy vẽ chính mình và viết. Em nào là con trai thì vẽ khuôn mặt con trai, em nữ thì vẽ khuôn mặt nữ. Mời các em vẽ vào để tạo thành khuôn mặt của chính mình. Các em có thể vừa soi gương vừa vẽ mình. Sau đó các em ghi tên mình vào chỗ My Names. Người ta đặt câu hỏi What's your name? Bạn tên gì? Thì các em trả lời tên của mình vào My Names. Rồi bây giờ các em ghi tên mình vào chỗ trống này đi. Em nào tên Hoa thì ghi Hoa, tên Linh thì ghi Linh, tên Thắng thì ghi Thắng. Các em thân mến, vậy là cô đã hướng dẫn cho các em tiết đầu tiên của bài mở đầu của chương trình lớp 3. Cảm ơn các em đã theo dõi video của cô. Các em đừng quên đăng ký kênh và nhấn like để ủng hộ kênh này các em nhé. Hẹn gặp lại các em.